chuyên vào ngục tối. Lượm sáng ngày mãi tiếng tiếng kêu gì mong cô. Không, em không về, em không về mong cô. Hạ các tiếng kêu, thì em không về. Tên mã cô này cũng có thân tình tiếp nhất. Bảo thật chi. Nếu tiểu thơ còn xót thương cuộc đời ta nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại với quê. Yêu nhau không bao giờ có
chỉ muốn nói với một điều mà từ bao lâu nay ấm áp mãi trong xin cảm ơn hai anh chị rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình mời chị Xuyên bây giờ.